Xin chào tất cả các anh chị em. Đây mình test 6 máy khử khuẩn giao tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây là hiện tại là máy mình đang chạy 2 cái. Đây là máy 1 vỉ 10 mắt thùng inox 304 ha. Máy chạy rất là khỏe, hơi ra rất là nhiều luôn các bạn. Nên là trong cái mùa dịch này thì cái máy này bán rất là chạy. Đa phần thì để dùng để khử khuẩn cho những công ty, quán karaoke, nhà hàng, khách sạn. Anh chị em có nhu cầu mua máy khử khuẩn thì liên hệ tại máy phun sương Hùng Phát,